Tính Kiều YouTube mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình để theo dõi những video ca nhạc đã, đang và sẽ phát hành trên kênh. Tối hôm nay, Tính Kiều YouTube xin mời các bạn cùng mình đi dạo một vòng phố đi bộ Tràng An của thành phố Ninh Bình và đặc biệt thưởng thức các làn điệu dân ca được chính các nghệ sĩ trong câu lạc bộ yêu ca cổ thành phố Ninh Bình biểu diễn trên sân khấu nổi hết sức độc đáo. Nào bây giờ hãy cùng mình nhanh chân nhẹ bước để chọn chỗ ngồi ưng ý để thưởng thức thôi. Let's go! Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay kính mời quý vị cùng đến với một làn điệu chèo mang tựa đề Chèo Mở Lánh Ra theo điệu Đò Đưa, qua phần thể hiện của nghệ sĩ Ngọc Xuân và nghệ sĩ Thanh Tuyền sẽ biểu diễn trên thuyền và đến gần hơn với sự hiện diện của quý vị. Và một lần nữa xin kính mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi, cổ vũ và lắng nghe.
Xin cảm ơn nghệ sĩ Ngọc Sơn.